Mọi người hãy cùng song ca với mình để tạo nên một ca khúc thật là hoàn hảo nhé. Okay. Và bây giờ phần của mình là màu xanh, phần của mọi người là màu vàng. Bây giờ bắt đầu nha. 3, 2, 1. Hình như em yếu đuối cần một người giang đôi tay đôi. Có anh đây rồi. Hình như em trong vắng sợ một mình, sao anh không mong đôi. Câu tỏ tình. Yêu em là chân ai. Yêu đôi chẳng ngần ngại. Ủa cái gì vậy? Vàng bây giờ bắt đầu nha. 3, 2, 1. Hình như em yêu đuối cần một người giang đôi tay đôi. Có anh đây rồi. Hình như em trong vắng sợ một mình, sao anh không mong đôi. Câu tỏ tình. Có gì đó tôi không nhém được nữa. Ủa là ai rồi? Ngộ ghê luôn vậy. Nhỏ này đau như mày. Đi về liền à. Ông Minh gì đau quá. Ông Minh ông mày đau. Quá trời cái miệng luôn. Mi Phan Zoom Mi Phan Yêu Khan Cus Nhàng 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 Nhàng. Mình vỗ tay mọi người hát nha, hát okay, nha. Ok. Thằng shipper kia à, mày làm gì mẹ tao? À thế à? Thế làm sao mà à? Kệ mày thì kệ mày. Ôi kệ mày thì kệ tao. Tôi năm nay 70 tuổi, chưa thấy trường hợp nào như này. Hình như tôi chở các em quá nên các em hư phải không? Phải là tôi thì phải đắm cho một phát nhá. Hay lắm mọi người. Trời ơi, tôi rap còn hay sao được. Mọi người hát rất là hay. Đúng rồi. Em ngủ chưa? Tôi nói là em ngồi. Cái gì vậy trời? Mọi người làm sao vậy? Mọi người có bị điên không? Mọi người điên hết rồi. Tại sao mọi người lại có người yêu? Mọi người bị điên à? Gia đình mọi người còn đang cần mọi người chăm lo. Đất nước này, xã hội này còn đang nghèo khó, đang cần mọi người cùng thi đua, học tập và lao động để cùng phát triển, đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Mà mọi người lại đi yêu đương. Nhà bao việc, đất nước bao việc, xã hội còn đang cần mọi người để làm cho xã hội ngày càng tốt hơn mà mọi người đi yêu đương nhăng nhít. Mọi người suy nghĩ như sao? Thiệt tình không muốn nói chuyện với mọi người nữa luôn. Mày chửi tao, tao im lặng. Không phải vì tao sợ mày, cũng không phải là tao nhịn nhục, mà là lúc mày chửi tao, tao chưa có kịp nghĩ ra cái câu chửi mày. Bây giờ tối tao về, tao nằm xuống giường, tao ngủ, tao mới nghĩ ra cái câu để tao chửi ngược lại mày nè. Tức dễ sợ, tức cái lòng ngực ghê. Tức cái lòng ngực ghê. Chị em mình hay truyền tai nhau á, cuộc sống này là sợ nhất là thiêu đây, sợ nhất là con giáp thứ 13. Nhưng mà em, bản thân em chưa bao giờ em sợ những người như vậy hết. Biết sao không? Những người đó không bao giờ có lý do để bước tới trước mặt em hết á. Cái cuộc sống của mình sống đẹp mà mình không có lý do gì để con giáp thứ 13 để thiêu đây, chen chân vô cuộc tình của mình hết á. Đó biết sao không? Bởi vì á, em sống á, chưa bao giờ em có bồ. Chưa bao giờ em có bồ. Ở đó nên em không bao giờ sợ thiêu đây hết á mọi người. Ma mày. Anh giải thích đi, anh phải giải thích cho tôi lý do mới được. Tụi mình phải chia tay. Tại sao? Để anh tập trung vào sự nghiệp. Đúng, đây là sự nghiệp của anh. Đây là cô bánh bèo mà anh nói hả? Đúng vậy. Đúng rồi, tôi tên là Nguyễn Hoàng Sự Nghiệp. Tên là Nguyễn Hoàng Sự Nghiệp. Anh tập trung vô sự nghiệp mà đúng tập trung vô tôi nè. Sự nghiệp của anh cũng bự lắm. Mập nữa. Cũng tươi sáng nữa. Bóng loáng luôn. Lao động cực khổ quá chết trên bàn dựng.
Mì Pan ăn rất nhiều nên rất mập. Mì Pan ăn quá chừng nên ú ù. Mì Pan ăn rất nhiều nên hết tiền. Mì Pan ăn hết tiền nên rất nghèo. Ăn quý quý tăng cân. Sau 10, 7, 10, 8, 10, 9, 10, một tạ. Trời ơi là trời, có thể nào tháo khẩu trang ra rồi hẳn mở khó giùm tôi được không? Rồi make up tôi biết ai là ai mà mở tẩy trang đi rồi mở khóa, trời ơi. Ok, đó phải vậy đó, mặc dù cái mặt hơi xấu một chút xíu nhưng mà vậy người ta mới nhận ra cái mặt mình, người ta mới mở được, hiểu không? Làm cái điện thoại cũng cực chứ bộ đâu có sướng gì đâu. Make me hurt for thứ bạn tôi không thích ăn. Ê, ăn bánh tráng không? Cho nè. Úi trời ơi, tôi không ăn bánh tráng đâu, ăn bánh tráng tráng lắm. Với ăn bánh tráng sẽ bị nóng á, mình sẽ bị nổi mụn á, nên tôi không ăn bánh tráng đâu, không có thích ăn. Thứ bạn tôi thích ăn. Clap. Yo. Ê bà, ăn bánh tráng không? Úi trời ơi, sao không biết tôi thích ăn bánh tráng hay giờ. Trời ăn bánh tráng ngon lắm, mình tôi thích ăn bánh tráng, tôi không có sợ nóng nổi mụn như người ta đâu. Nhưng tôi thích ăn bánh tráng lắm, ăn có một chút xíu mà nổi mụn gì thôi, đâu có gì đâu, bánh tráng ngon mà ngon. Trời, tôi thích ăn bánh tráng lắm luôn á. Thích ăn bánh tráng nhất trên đời. Khi tôi thiếu 0.1. Vì em yêu đuối, trung bình 1.49. Em che hết đi bằng những gương cười, chẳng để ai nhận ra rằng em yêu đuối. Trung bình 1.64. Anh đâu phải em đâu thể hiểu được. Nếu như em ở lại em biết sống thế nào với cha mẹ em bây giờ. Khi tôi vừa đủ điểm. Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ. Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ như đã ngất ngay trong giấc mơ. Thật dịu dàng êm dịu đắm chìm. Cô quen với chồng tôi đúng không? Cô là vợ của chồng cô đúng không? Đúng vậy. Cũng không hẳn là quen. Anh ấy có tiền thì tôi có tình. Anh ấy ngu, anh ấy cho tôi tiền thì tôi ấy thôi. Nếu như đây là những lời thật, tôi sẽ để cho anh nghe được. Cô dám? Cô đứng lại đó. Cô sao đứng? Thơ tức quá. Thơ tức quá.